Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì vào thẳng vấn đề luôn, sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với các bạn là thuộc thương hiệu là Piano và tên model sản phẩm là SA7600 2 mã. Và rồi mình mời các bạn cùng xem qua về hình thức của sản phẩm. Hình thức của sản phẩm là còn mới 90%. Và đây là hàng zin nguyên bản 100% và chưa từng qua sử dụng tại Việt Nam nha các bạn. Cái tem chữ nghĩa vẫn còn rất là rõ ràng. Và vì các bạn cũng biết rồi đấy, và thì hàng về lúc này vào đợt dịch nên giá cả đội lên rất là cao so với những ngày thường. Nhưng Nhật sẽ để lại cho anh em sản phẩm này với giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ với 4.800.000 đồng. Và chưa hết, anh em sẽ còn được free ship toàn quốc. Anh em muốn mua thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại hoặc là Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây là dòng sản phẩm có thiết kế kinh điển của Piano, khi có hai cái đồng hồ vô cổ điển nhìn rất là đẹp luôn. 90% anh em mua dòng sản phẩm này đều chú trọng vào cái đèn vô này, dùng để trưng bày hết sức là sang trọng. Còn cái nút chức năng của sản phẩm thì cực kỳ là đơn giản và vừa đủ dùng. Về mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm sẽ có là 800 loa cho các bạn khả năng là kết nối cùng lúc với 4 loa. Và đây là tên sản phẩm, thì chúng ta sẽ có là tên thương hiệu và tên model. Công suất là 115W. Và đây là trở kháng của sản phẩm khi đánh loa A hoặc loa B, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Và đánh AB cột mà từ 8 đến 16 ohm. Đây có thể nói là mức trở kháng rất là phổ thông của tất cả các sản phẩm trên thị trường hiện nay. Còn đây là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào, gồm có tổng cộng là 5 cổng. Rồi mời anh em cùng xem sơ qua về nội thất của sản phẩm. Đây mời anh em cùng xem. Sản phẩm của chúng ta sẽ có là hai tụ đọc nguồn, một tăng phô và chạy tổng cộng là 4 sò thay nha anh em. Đây mời anh em cùng xem. Sản phẩm chạy cũng là 4 sò thay. Với dòng sản phẩm này các bạn nên phối ghép với loa 3 tấc hoặc là 2 tấc rưỡi đổi lại. Chất âm của Piano thì rất là tuyệt vời ở giải chép. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm. Và hiện tại thì mình đã kết nối với loa với hệ thống là loa A và kết nối với AV là với cổng là AUX nha các bạn. Đây và hiện tại thì mình đang kết nối với cặp loa toa 4 tấc và 4 đường tuyến, và công suất của cặp loa này là 720W nha các bạn. Tổng công suất của nó là 720W. Rồi bây giờ mình sẽ mở tín hiệu nguồn vào là qua cái đầu CD. Đây các bạn, mình đã kết nối vào cổng AUX và hệ thống loa A. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức chất âm. Ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ trời nắng cháy.
gặp lại lần thứ trên thì âm ly chỉ có 100W thôi mà đánh rất là to nhuyễn, cặp loa 4 tấc 4 đường tiếng và công suất là cho đến tận 720W. Nói chung thì đối với mình công suất ghép là cái mình dùng để tham khảo chơi thôi, còn những trải nghiệm thực tế mới là điều quan trọng nhất. Rồi các bạn thấy sao về chất âm của sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.